Rồi lúc đó bà nằm bà nhìn thấy cái cảnh ông gán chịu đó, rồi bà cảm thấy sao? Chồng mình thì cũng biết khóc thôi chứ biết sao bây giờ. Là bữa đó bà hay khóc hả? Vì sao bà hay khóc? Không có tiền, không có bạc để mua thuốc cho ông, rồi tôi cũng biết làm gì. Một có một giò một à. Nói chung cũng thấy có một giò là bây giờ nó vẫn còn sưng, là đi giết nó sưng luôn. Ở đây cũng y nóc, ở đây cũng y nóc luôn. Bỏ ngay cái này. Sợ bỏ nó rồi không có tiền mua thuốc uống. Không có nè. Rồi đồ ăn không có luôn, rồi thuốc uống không có, rồi bà tính làm sao? Giờ tính đi ra là ông ơi gán đi về, đi xuống này bắt ốc về dạy đây nè. Dạy em bẻ gạo rồi nó chợ bà. Ngồi đâu một cái gần 2 kg. Ừ. Mà nó nằm ở trên cái gò, con tham lắm. Nó chạy về đây nó hỏi cho ông mua gò, ông dám mua không? Ừ. Cái ông làm mày bắt đi về tao mua. Rồi quay trở qua con gò còn vẫn nằm ở đó. Để mà nó dám ông, nó dám đem con gò về đây nó bán cho ông đó. À, đầu 500 ngày qua, 2 ngày sau cái gò nó sinh gì lớn. Mà lớn gì nè. Dạ. Ừ. Là chỉ có 2 ngày là dính gì cũng không nghe. Té gì luôn mà sao không? Tự nhiên. Về tại đầu cầu này nè. Đi mượn người ta 100 ngàn, không có xin người ta 100 ngàn, người ta không cho tại cái đầu cầu này. Mà ông nó chạy đi hỏi rồi quay qua con rùa vẫn còn nằm ở trên cái chuyện đó. Mình mà thấy nó là thế nào nó cũng nhảy xuống sông à, nó mất tiêu à. Nó bò xuống là mất tiêu liền. Thì người ta đem vô chùa người ta xin mà. Mà cái đường ngang người ta biết con rùa phóng sanh mà dám. Biết luôn. Đó nó ngang rồi. Trời ơi, người ta phóng sinh ở bên đó. Bắt đầu nó lấy cái lưới nó bao liền, người ta nói chú ơi chú đừng có bắt nữa, tôi cho chú 200 ngàn, bây giờ ngày nay chú mận nhiêu 200, tôi cho chú 200, chú đừng có bắt con gì hết. Đâu thả ra lâu kiến người ta cũng thả, người ta thả luôn mà cái chợ phường ba bển hen vì số điều là hết chân ăn chay luôn rồi còn gì nữa, người ta thả chân cái chợ phường đó hen, con gà con vịt thả luôn, mua hết rồi con gà con vịt tới cái đó thả luôn, nó cũng bắt mà nó đem đi bán, người ta không mua đó, người ta là con này phóng sinh. Quá bất ngờ khi hôm nay anh em quay lại để thăm ông hai và bà hai, hai ông bà lão sống dưới ghe. Thì được biết, ông hai vừa mới xuất viện về khoảng 3 hôm. Vì hoàn cảnh và công việc của ông bà nên chuyện chạy chữa, thuốc thang và nằm viện phí thì ông bà không có kinh phí để làm việc đó. Thì ông hai quyết định về ghe để nằm và chịu qua cơn đau. Để biết rõ hơn về hoàn cảnh của hai ông bà và tình trạng bệnh của ông ra sao thì em mời quý khán giả cùng em đến và trò chuyện trực tiếp để mình tìm hiểu và mình cùng chia sẻ giúp đỡ hai ông bà một phần nào đó. Dạ, con xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì một lần nữa con xin mời quý vị khán giả quay trở lại để gặp gỡ và trò chuyện cùng với hai vợ chồng của ông hai và bà hai. Trước đây mấy anh em ngon có quay quý nhá là hai vợ chồng ông bà lão sống dưới ghe mà làm nghề bà cậu quý nhá là trên mấy mươi năm quý nhá. Dạ coi, thôi thì bây giờ ngon xin mời quý nhá mình cùng xuống ghe để thăm hai vợ chồng nha. Tới ghe rồi quý nhá. Bà hai ơi. Ơi. Mấy anh em con mới lại nè. Ủa rồi ông hai sao nằm rồi bà hai? Ông bệnh chú ơi, ông bệnh mấy ngày nay rồi chú ơi, mới xin chuyện về đó chú. Là bệnh hả? Ông bệnh đó chú. Rồi bây giờ sao rồi ông hai sao rồi? Mới xin chuyện về đó chú ơi. Chàng ơi chàng, rồi hồi sáng này có chắc đâu có làm nổi gì đâu không hai? Là ông hai là xuất viện mấy bữa rồi? Xuất viện 3 bữa rồi. Là nằm viện mấy bữa? Nằm viện 7 bữa chú. Chàng ơi, chàng khổ thân không? Rồi ông hai có thuốc thang gì chưa? Uống rồi còn 2-3 ngày nữa hết rồi chú ơi. Dạ, thôi như vậy đi, để con xuống con trò chuyện với ông hai xíu ha. Với bà hai xíu ha. Dạ. Ông hai cho con hỏi thăm nè, rồi sao mà tự nhiên thấy xuống ghe thấy ông hai nằm luôn vậy? Thì bệnh mới xuất viện. Là vừa gặp tình trạng sao ông hai? Cũng như là anh đi rồi về phòng nó bệnh ho, rồi nhưng mà da cũng hồng, cho nó về qua bệnh viện không nghỉ, rồi nó kêu nằm viện. Rồi đầu bác sĩ khác thì nói là viêm phế quản. Viêm phế quản ha. Dạ, chào ngược. Viêm phổi. Ừ. Nhưng mà hôm bữa con lại thăm lúc trời mưa đó, rồi con thấy ông yếu đó. Bữa đó con kêu ông đi chích, ông có chích không? Có, chích. Anh bác sĩ A chích cái này nè.
chích 200 ngàn. Rồi sao không dám chích 2-3 mũi? Chích một mũi tay đâu không có không gì hết trơn, không hết chứ, không có không gì hết trơn. Cái nhỏ nó nói thôi gì qua Long Mỹ nằm đi, đậu ghe xuồng cho nó dễ, cái qua Long Mỹ nằm rồi không có liên lạc với chú được, mất tiêu cái số rồi đâu có điện được đâu. Mà cho biết cho hay. Chàng ơi chàng, rồi như vậy rồi tiền mà bà con tặng đó để mua 12 cái ngục chắc nằm viện hết không ạ? Rồi nằm viện chứ mua đồ mua này cũng kia. Mua ăn uống như nằm bệnh viện, ổng ăn cơm không được, ăn cháo với ăn hủ tiếu không cổ đau á. Ăn không có tiền bạc nằm không. Cơm đâu được. Rồi cháo, hủ tiếu thì nó chân chân cũng được. Cháo với hủ tiếu thì chân chân thì cũng được. Rồi còn mấy cái món khác như cơm rồi là nuốt không cho cũng không cho, nó bao đau. Là ông hai nằm bệnh viện hết mấy bữa? Bảy ngày. Rồi chiếc ghe này mình bỏ đâu? Gửi cho bà con ở xóm ở Long Mỹ. Thì gửi cho tao quen vậy nè, đẩy cao su lại. Đẩy cao su rồi gửi. Còn mưa thì mình về tát mình ôm chứ người ta đâu có tát cho mình được. Mà mưa chớp người ta đâu lớn, có nhát. Lớn là phải đi về nó tát nước rồi nè để nó ướt đồ hết trơn. Rồi vậy là bà hai lên bệnh viện nuôi ông hai. Có hai vợ chồng vậy đó chứ hai vợ. Rồi làm sao mà có đủ tiền để mua đồ ăn cho ông hai bà hai? Xin không ạ? Đi xin người ta, xin cháu. Xin cháu, xin cháu bệnh viện đi trễ rồi không có. Người ta cũng cho này kia, trong đó người ta cũng cho. Để trong bệnh viện người ta thấy gì? Người ta thấy cho. Người ta bệnh, người ta cũng cho 50%, mua đồ cho ông ăn đi. Vì kỳ gì trời, tôi nói tôi không có điện được thằng cháu tôi nè, tôi điện được là tôi có tiền liền. Là tôi nói chú đó, bây giờ điện không được, mất số rồi. Trời ơi cái gì mà người ta cho tiền mà để tới mất số dữ vậy, tôi nói trong cái máy này mà đưa qua cái máy kia đó thì đâu có còn số. Cái máy hồi đó là máy 2G gì đó, bây giờ 3G đổi hình máy cái mất số hết, mất rồi số hết rồi, cái điện con không được. Cái bà đó bà nói trời, nhỏ nói trời gì ơi sao gì không ghi ra sẵn đi, tôi nói cô ơi bất ngờ nữa người ta cho, người ta nói thấy tội quá giờ xin tiền không được, người ta mua cho. Bây giờ cho gì mấy trăm ngàn gì ăn cũng hết, để con mua cái máy đi. Anh gì liên hệ với mấy người để gì xin tiền rồi đưa qua mất hết. Chàng vậy là ông hai nằm 7 bữa thì bà hai đi vòng vòng bệnh viện xin tiền với xin cơm xin đồ. Thì ông hai không có xin có. Nhưng mà ta thấy hoàn cảnh người ta thấy khó, người ta cho người ta lợi đó, người ta thấy khổ quá người ta cho. Người ta đồ ăn thì mình đi xin, đồ ăn thì bệnh viện cho, bệnh viện cho luôn, cho đồ chai có khi cho cháo thịt nữa. Có khi Cần Thơ có bữa cả Cần Thơ nó chở cũng cho nữa. Rồi bữa nay sao xuất viện rồi mà con thấy ông hai còn yếu gì vậy? Bởi vì dám cho xuất viện xanh lẻ chứ nên không khắp luôn. Là tổng cộng là hết nhiêu tiền ngay con đầu tiền viện cũng đâu 700 ngàn. Hết 700 ngàn, 700. Còn ví dụ ăn uống này kia không có nhiều tiền. Chỉ ăn đồ bậy bạ thì xịt đồ ăn. Rồi tới chừng ra viện về nó kêu mua thuốc hết 630. Rồi giờ sao đây, rồi giờ ông hai yếu gì nè mà không có 12 cái ngục để đặt kiếm tiền á. Chài. Rồi chài sao nổi? Nổi, làm thì cũng ăn làm. Tại vì giờ mình nghèo, nếu mà nghỉ bác sĩ vô nghỉ một tháng đó. Không cho làm tháng đó, mà tiền đâu ăn. Tiền đâu ăn, thì quay làm biết 50-30. Rồi sáng nay có chài không? À, sáng nào có làm, ngày qua có làm. Hôm qua chài. Hôm qua chài bán được 30 ngàn. Bán được 30 ngàn. Hàng ơi chè. Ông nói ông ơi tôi mệt quá à. Ông nói gì thì tôi nói tôi ông ơi nghỉ đi. Tôi giờ không biết sao kiếm số ngon giờ trời. Tôi lên chợ tôi hỏi giờ mấy mẹ ơi giờ cái số này kiếm được không? Tôi lên tới bưu điện hỏi luôn mà. Tới cái chỗ Mobi này nè. Chú ơi giờ chú làm sao? Dì ơi con ở đây con biết làm sao bây giờ. Hồi đó gì ông ghi ra giờ làm sao con biết đường kiếm. Cái chú trên bưu điện này hỏi ông nó luôn. Chàng ơi chàng. Là khó khăn mà không biết cách kiếm con. Là chị. Nhưng mà giờ giống như là ông hai về đây cũng đỡ con dễ kiếm. Chứ còn mà ông hai nãy con đi vòng vòng trong kia kiếm không thấy. Đi nằm bệnh viện ngày sau đâu có đi qua bệnh đâu. Bây giờ đi gì Thanh không nổi nữa. Hết nổi luôn rồi. Giờ gì còn yếu quá. Là ông hai năm nay bao nhiêu? 66. Mới 66 mà yếu gì đó. Tại bệnh yếu. Còn bà hai? Ông hai vợ chồng có 1 tuổi. Còn 1 tuổi à? Nghèo khổ mà. Bây giờ tính
dụ như giờ mình xuất viện ra mình không làm tiền đâu xài, không làm lấy tiền đâu phải ăn, làm rồi giờ kiếm con không được nữa. Nhưng mà cái giống như là cái viêm phổi nè với cái bệnh mà con hai á là người ta cử nước dữ lắm. Mà rồi. Cái này 4-5 giờ sáng ông hai đi nhúng nước rồi sao mà chịu nổi, chứ không có tiền ăn thì sao giờ làm. Ngày nào thì hai nhà nói gì sao giờ. Mấy người trên chợ nói phổi này là phải cho ông nghỉ một tháng đi bà ơi. Đúng rồi, nó để thôi nó chuyển qua lao lực đó. Bác sĩ dặn về nghỉ. Bác sĩ dặn đó. Lớn bác sĩ ơi, không có con, không có cá. Còn mấy thì mình cắt ca cắt cụm mình gán gán một tháng đi cho nó qua đi ông hai. Thì chắc có thể vậy rồi. Gán gán một tháng đi, gán gán không tháng đi chứ sao giờ. Trời ơi, không tháng tiền đâu ăn không. Gạo thì không có nhiêu. Gạo thì nằm ngay rồi cho chút đỉnh. Thì đủ rồi đó. Còn đồ ăn nha. Đồ ăn thì tiền xài. Không có tiền của mình cũng ăn này kia không tiền. Giờ gạo thì có rồi đó. Mua được chục ký thì ăn cũng được nửa tháng. Nhưng chứ giờ nhiều khi bác sĩ cho thuốc cấp thiệt nhưng mà nó dặn mình mua thuốc thêm, cũng như là trong cái thuốc này người ta không đủ ta dặn mình ra ngoài mua thêm nâng cộng với cái thuốc này. Đúng rồi, tại vì giống như là trong viện nó đâu có đầy đủ thuốc mình phải mua tư thêm nặng thuốc ngoài nó mạnh hơn kêu nghỉ một tháng thôi giờ mình đi làm rồi bà hai cho con hỏi thăm nè, thấy ổng nằm vậy đó rồi không tiền để mà cứu ổng đó, rồi lúc đó trong lòng bà hai cảm thấy sao? Buồn phiền quá trời luôn, đi chạy tới đầu này hỏi, chạy tới đầu kia hỏi, nó cái tên này mà sao kiếm không được. Người ta nói sao bữa đó người ta cho nó, bà không kêu người ta ghi ra, tôi nói đâu hồi nào giờ tôi đâu có biết cái đó đâu cô, thì nó cho thì đưa qua đó rồi mắc tiêu luôn. Mắc rồi bà thấy ông hai giống như là không có tiền mua thuốc thang rồi đó. Rồi lúc đó bà nằm bà nhìn thấy cái cảnh ổng gán chịu đó, rồi bà cảm thấy sao? Trời ơi, muốn biết khóc thôi chứ biết sao bây giờ. Là bữa đó bà hai khóc hả? Vì sao bà hai khóc? Không có tiền, không có bạc để mua thuốc cảm, mà tôi cũng biết làm gì. Một có một giò một à. Nói chung cũng thấy có một giò là bây giờ nó vẫn còn sưng, là đi giết cái sưng luôn. Ở đây cũng y nóc, ở đây cũng y nóc luôn. Hai cái này còn y nóc ở trong này luôn đó. Chứ đâu phải không ai tiền bạc rồi khổ với trời luôn đó. Đó, không có tiền mua thuốc uống. Sao ông bỏ hả? Thí dụ như bà hai rồi bây giờ đi xin tiền không có nè, rồi đồ ăn không có luôn, rồi thuốc uống không có, rồi bà tính làm sao? Giờ tính đi ra là ông ơi gán đi về, đi xuống này bắt ốc về dạy đây nè, rồi có mấy con ốc mình thọ tay xuống này bắt giết này 25.000 ký. Mình bơi đi về dạy bẻ gạo rồi lên chợ bà. Mà tính vậy đó hả? Bây giờ không có mà làm sao? Làm cái này nổi rồi. Giờ kiếm mấy cái chị thằng ngon không lợi thì nó cho chút đỉnh gì nó không biết đường đâu mà kiếm. Chứ bây giờ là quan trại là con thấy thua rồi đó. Quan trại là ông hai phải ước mình, đường nào cũng phải ước mình chứ. Mà cái này là phải cử nước. Cử nước mới được. Mình không làm sao mà có tiền mà sống. Con ơi. Vậy còn giờ phút nào còn mạnh dẫu thì còn mạnh. Bây giờ mà nghỉ một tháng dài làm sao tiền đâu mà tháng có. Đâu một tháng đâu không, một tháng ít thấp gì á, một ngày đi mình một tháng, trong vòng một tháng mình cũng phải có 3-4 triệu bạc phải không, để mình ăn trong vòng một tháng này thuốc này này kia nọ ăn uống cũng phải bồi dưỡng một chút xíu gì, có làm sao đâu mình có mấy triệu đây. Đấy gì khó không mà hay à, dạ ông hai cho con hỏi thăm nữa ông hai con được biết á, ông hai với bà hai á là làm cái nghề mà giống như là bà cậu nè là xong nước nè coi như là cũng mấy chục năm mà nhưng mà ông hai cho con hỏi thăm nè, cái nghề xong nước này như vậy nè là mình sợ giống như là mình ngán nhất là con gì không hay? Rùa. Là cũng có một con đó hả? Hàng rùa. Mà con rùa con thấy nó cũng bình thường, người ta cũng thấy ngoài chợ cũng có bán mà có gì đâu mà sợ lắm. Người ta thả. Người ta thả sợ lắm mà, đừng bắt là phóng sinh đó chú ơi. Sao sợ con rùa bà hai? Cái đó là người ta phóng sinh. Cái đó của trời của Phật đó, người ta để dấu ở trên cái lưng con rùa đó. Sợ lắm mà chú. Bất cứ con rắn nè cũng vậy, con lươn nè. Con lươn nữa hả? Rồi con cá chép nè, là cái đó người ta phóng sinh hết trơn luôn. Là con rùa, con rắn, con lươn. Ủa con rắn ai mà phóng sinh? Trời ơi, ở bên Long Mỹ kìa, nó đổ cá bọc gì luôn. Gắn chung á. Là có rồi, có phóng sinh nữa. Phóng sinh luôn. Đột lần. Nhiều khi hết đồ rồi, hết cá rồi, mua hết rồi.
tới gắn cũng mua luôn ông phóng sinh. Là ông hai chài mà dính con gắn, con lương, con gùa, con cá chép. Là ông hai thả chưa? Trả hết à. Bây giờ trả lại cho người ta. Trả xuống sông luôn. Trả lại cho bà cậu. Ở đây nè, giải dính hai con thả xuống trả. Sợ lắm mà chú, con cá chép là của người ta thả đó. Chàng ơi chàng. Trời người ta mua mắc tiền lắm. Nhưng đó. Nhưng mà cái này con nghe ngộ là con gắn mà người ta cũng không sinh ra con gắn là người ta phải làm cho nó bớt đi đừng chứ. Gắn chung á. Gắn chung thả, thả là cá bọc. Cái chợ này nè. Hết một bọc gì rồi thấy ghê lắm mà. Hết cá mấy kg. Hết mà con nhỏ. Mà nó nguyên thấy ớn lắm mà. Con gì cũng vậy cũng thả hết chợ này. Con gì hết rồi bắt đầu là thả. Coi như là không phải là riêng con gùa mà là gắn gùa lương cá chép là những con đó là ông hai chài là đụng tới là ông hai trả lại cho bà cậu trả lại mấy chứ. Cái con đó thì nó làm dấu không được. Những con gùa thì làm dấu được. Con gùa là đặc biệt có làm dấu có mua ngay trên nè. Cành thập chữ thập không nghe. Hôm đó cái thằng đậu kế đây nè. Nó đi về đặt thuộc ở bên chùa anh đây nè, người ta phóng sinh gùa nó một ký mấy gần 2 kg. Mà nó nằm ở trên cái gò cái nó chạy về đây con tham lắm, nó chạy về đây nó hỏi cho ông mua gùa ông dám mua không. Cái ông làm mày bắt đi về tao mua là con gùa đậu nó nằm trên cái bãi cạn nằm ở chỗ chùa đó mà nó có cái gò cái mương nó có cái gò. Rồi nhìn ông ba bảnh thì còn nằm y vậy là ông về đây ông hỏi trước rồi chứ. Quay trở qua con gùa còn vẫn nằm ở đó để mà nó dám không sao đi ta? Dám đem con gùa về đây nó bán cho ông đó đòn 500 ngàn. Ông đó ông lấy cái miếng chùi son cái miếng cước ông chùi ông rửa mấy cái tên này là hai ba ngày sau cái giò ông sinh gì lớn ba lớn gì nè. Là chỉ có 2 ngày là dính gì cô không ha. Rồi là nó đi sinh nó đi về đây nè tại đầu cầu té gì không mà sao không tự nhiên về tại đầu cầu này nè đi mượn người ta 100 ngàn ông có xin người ta 100 ngàn người ta không cho tại cái đầu cầu này mà ông mới bán gùa mà hết tiền luôn ai biết. Đàn ơi 2 ngày sau là xin vậy đi xin tiền người ta cũng như đi qua ông thầy kêu mua cúng cái gì đó không đủ tiền đi ra đây mượn lòng vòng mấy ông xe ôm này đó không cho luôn ớn nhiều hay có nghĩa là cái ông này là ông thấy con gùa đầu nó ngồi lên cái cục gò ở gần cái chùa là ông thấy rồi nhưng mà ông không bắt tại vì ông cũng sợ không có ai mua cái ông mới chạy về là chợ này ông hỏi ở trên chợ có người mua có người ta mua gùa mua gắn đâu đó ông mới quay lại ông bắt quay mà lại. Quay lại thì khiến xui sao con gùa vẫn nằm ở ngay cục gò đó. Cái chuyện này hiếm nha vậy tại vì con gùa ông hai mà thấy nó rồi là nó chạy liền dễ gì mà nó ngồi vẫn còn nằm ở đó con gùa vẫn còn nằm ở đó cái thằng đó là thằng bước ổn mà giờ đi không được luôn á giờ đi không được luôn á bây giờ là đi không được luôn rồi đi cũng như đi yếu nằm bên Vị Thanh á đi mà đi yếu mà coi như là chỉ trong vòng là bán con gùa xong là được 500 ngàn. 2 ngày sau nè 2 ngày sau là bắt đầu là cái giò tự nhiên sưng lên luôn sưng tự nhiên nhận té là đi không được cũng giống như con gùa đi không được vậy đó rồi khiến xui vậy đó rồi cái ông xe ôm đó ông nói bây giờ tao chỉ mày đi ông thầy này hết không vô trọng ông thầy ông nói thôi giờ mày đi bệnh viện quay đi bệnh viện mổ đi không có tiền đâu mà đi bệnh viện hết rồi 500 ngàn 3-4 ngày hết rồi rồi đi qua bên bệnh viện cái gì người ta chụp hình sao đó người ta cũng kêu vô bệnh viện không có giấy tờ gì chứ không có vô bệnh viện được thèn ơi tới bây giờ vẫn còn hết cái giò bên đây tới cái giò bên đây rồi bây giờ đỡ chưa không đỡ rồi bây giờ thì đỡ mà hết cái này rồi thì tới cái này vậy đó rồi cũng vẫn nghe cái chân đó coi như là con gùa bò không được là coi như ổng đi cũng không được con gùa là ổng đi mà luôn. Cái gì mà khiến gì á con gùa vẫn nằm đó nữa nó chạy đi hỏi rồi quay qua con gùa vẫn còn nằm ở trên cái bệnh cái chuyện nó hiếm thiệt chứ tại vì nó biết là mình mà thấy nó là thế nào nó cũng nhảy xuống sông à nó mất tiêu à nó bò xuống là mất tiêu liền để người ta đem vô chùa nó phóng sinh mà cái đường từ đây bơi lên đó là xa không hay chùa cầu mất nha xong hết là từ đây lên chùa bơi xuồng là khoảng bao lâu chạy cần đây nó bơi nó đi trên bờ nó đi trên bờ không mà chứ không có bơi được đi sau hè chùa đó đó có chùa đó sau hè nó đặt chuột mà gan người ta biết con gùa phóng sanh mà dám biết luôn đó, nó ngang trời đó. Ơi người ta phóng sinh ở bên đó bắt đầu nó lấy cái lưới nó bao liền người ta nói chú ơi chú đừng có bắt nữa tôi cho chú 200 ngàn bây giờ ngày nay chú mận nhiêu 200 tôi cho chú 200 chú đừng có bắt con gì hết đặng thả cho người ta hay không đặng thả lại cho người ta ông hai cho con hỏi thăm nè như như ông hai với bà hai nè là làm nghề bà cậu nè
nếu mà gặp con rắn, con lươn, con rùa là mấy cái con đó con thấy giá trị con cá chép nữa nè. Mà sao mà tự nhiên ông Hai thả xuống chứ bà Hai thả lại tội lắm chú ơi. Người ta thả rồi mình bắt thì kỳ. Người ta thả. Công trận người ta đã mua thả, mình không có tiền thì mình xin người ta 5-10 ký gạo người ta cho. Tắt con người ta lại làm chi? Người ta đã ginh đi thả rồi, người ta giải gian rồi. Nhưng mà mấy con thả thì mình không nói đi. Mấy con tình cờ ông Hai chài dính nè. Rồi sao tự nhiên ngay con rắn, con lươn, con rùa ông Hai cũng thả luôn nha. Thả mình đây gì mấy con đó, mấy con vật người ta thả. Mấy con đó người ta thả mà bắt. Mà ngay cái lúc mình bắt người ta đâu có thấy ai thả đâu. Tình cờ nó vô mà. Mình thấy là mình biết rồi. Mình biết rồi, đây đâu có người ta rồi. Nhưng mà bây giờ con rắn thì ông Hai nói là rắn chung thì người ta thả, mình không nói đi. Nhưng mà con lươn, đặc biệt với con lươn con thấy người ta khoái ăn lắm mà sao tự nhiên ông Hai thả? Người ta cũng thả nữa. Kỳ vậy ta? Ta thả luôn. Là con lươn có gì mà tiên cử nữa không Hai? Không biết rồi cái gì. Đó là mình không rành. Ông Hai không biết nha. Không biết. Nhưng mà đặc biệt nhất là con lươn là người ta cũng thả nữa. Thả con gì mà ta thấy nó sống mà ta thả. Ừ. Cá lâu kiến người ta cũng thả. Người ta thả luôn mà. Cái chợ phường 3 bển hang. Vì số điều là hết chân ăn chay luôn rồi còn gì nữa. Ta thả chân. Cái chợ phường đó hang. Con gà con vịt thả luôn. Mua hết rồi. Con gà con vịt. Tới cái đó thả luôn. Nó cũng bắt mà nó đem đi bán. Người ta không mua đó. Người ta là con này phóng sinh. Ủa sao con gà con vịt mà cũng phóng sinh. Phóng sinh luôn. Cũng như hết rùa hết rắn rồi. Trên chợ hết rồi. Cái chợ phường bên đó đó. Cái chợ ruộng đó. Bắt luôn bán luôn. Là nó... coi như là người ta đi trên chợ người ta gặp con gì sống là người ta mua người ta phóng sinh. Thấy ví dụ như hết cá hết rắn hết rùa thì bắt đầu người ta thấy con gà con vịt người ta cũng mua người ta phóng sinh luôn. Mà nó vẫn dí bắt còn được con gà cái nó kể chứ mình không thấy nha. Bắt con gà anh đem qua bên chợ nó bán, người ta nói gà này là phóng sinh, gà này của tôi bán hay sáng người ta không mua luôn. Ơi, là cái ông chủ quán gà không biết con gà phóng sinh. Biết mà đâu không dám mua. Cái tháng 7 này nè, cái tháng 7 này nè phóng sinh dữ lắm nè. Dạ thưa ông Hai, thưa bà Hai, thì nói chung á ngày hôm nay á mấy anh em còn tìm kiếm để mà tìm ông Hai với bà Hai á thì cũng có phần duyên của quý mạnh thường quân là để cô ấy ra coi là của anh Tấn cùng với chị Kim ở Canada có nhờ con xuống tìm ông Hai với bà Hai nè để trao là 1 triệu. Thì ngày hôm nay con cũng đã gặp rồi, con xin trao lại cho anh Hai với bà Hai nha. Xin cảm ơn anh Thường Quân. Cảm ơn chú đi quyên giùm anh Thường Quân cho, giờ tôi cảm ơn chứ tôi không biết nói gì. Tôi thì không có lời lẽ nào nhiều chứ. Nhưng mà như vậy nè, hiện tại là ông Hai con thấy còn xanh xao quá. Thôi thì mình lấy cái này là mình mua ít gạo đi nha. Dạ. Rồi mình mua để dành mình mua đồ ăn. Rồi nghỉ vài bữa đi cho có sức khỏe lại đi. Rồi hết điện cho con nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hết thì rồi điện con nữa nghe. Chứ nói chung là cho ông Hai với bà Hai có là cái sức khỏe cái đi. Thật mừng nha. Rồi bà Hai cho con hỏi thăm nè, rồi uống bột nghệ đen sao rồi? Uống bây giờ khỏe chạy ta xe đó. Rồi chạy bây giờ khỏe như thế nào kể nghe coi. Khỏe mà bây giờ đi thoải mái luôn, không còn nhút nhát như hồi xưa hết trơn á. Cái ngày mà con chưa đưa bột nghệ đen cho bà uống thì nó đi mất chống gậy. Là đi mất chống gậy. Đi người ta mất nhiều chắc đi lên mấy cái chỗ này chỗ kia hủng lót thì người ta dẫn. Là trong cơ thể nó sao mà mất chống gậy? Nó mệt mỏi cái giò này nó nhức quá, bây giờ nó đỡ nhức, nó hết nhức rồi, nó bớt nhức này. Là uống bột nghệ đen là cái nó khỏe là đi khỏi khỏi ngay dịnh nha. Rồi dịnh giờ mai dịnh trên chợ nó chợ sao mà đi sao mà hồi bữa hổm mà dịnh dữ vậy. Cái tôi nói là chú nó cho bột cái đen uống đó, bột cái đen á. Mấy thằng quay phim tôi không biết nó tên gì. Cho bột cái đen uống đó nha. Rồi bây giờ bà Hai cho con hỏi thăm nè. Khi bà Hai dùng vô á như vậy á là bao nhiêu lâu á là bà Hai mới cảm thấy bà Hai khỏe lại? Hết một cái hộp đầu phải không? Hết một hộp đầu. Qua hộp sau là thấy khỏe lại rồi. Nửa hộp sau là thấy khỏe. Mà nó có giống như là mà nó hơi nóng nha. Nó nóng phải nóng. Không nóng, nóng đúng thiệt, rồi nóng. Tại vì trong đó nó có kết hợp với bột nghệ chống độc. Cho nên là nó thải độc ra đó. Bắt đầu thải độc tố trong người ra. Cho nên là nó nóng. Uống nhiều quá, uống nhiều nữa đi nước tiểu vàng luôn. Dạ mà bà Hai cho con hỏi thăm là sao bà Hai dùng mau hết quá vậy? Uống mẹ cho lẹ lẹ cho nó về hết nhất nè. Nó kiếm sống chàng ơi. Thưa quý vị khán giả, hộp bột nghệ đen á thường thường á là mình dùng là trên một tháng gì khoảng từ 30 tới 35 ngày cái gửi tặng cho bà Hai
là bà hai chỉ dùng có chừng 10 bữa 15 bữa là hết rồi nhé. Dạ, như vậy là bữa nay còn không bà hai? Còn một cái đen không? Hết rồi. Hết hồi nào? Hết kìa, mới hết hồi sáng. Mới hết sáng hả? Ừ, mới sớm mai này nè. Ơi, còn luôn. Muộn mấy tôi nói thôi ông ơi uống mẹ hết rồi luôn đi, tôi nói giống gì. Mới mốt nó lại thì nó cho, nó không lại thôi, tôi nói ông. Phải phải mà điện con sớm là con biết không rồi. Điện nữa, tôi nói không có cái điện thoại đó. Phải gì? Được ừ. Phải có cách mà liên lạc với con là bữa nay con xuống cái là mình đem theo bộ máy đen cho bà. Con nói chơi á, chứ cho bà hai uống kèm kèm cho nó khỏe lại luôn. Đang còn có sức khỏe đang lo cho hai khỏe mạnh nữa. Không có nhức đầu gì chứ nè. Dạ, mừng lắm quý vị dạ. Vì bột nghệ đen quý vị dạ là hỗ trợ về thần kinh tọa nè, thoát vị địa điểm, thoái hóa cột sống, tê bì tay chân, rồi tay chân nhức mỏi mà dạng như là quý vị giả đi đứng dở không lên đó, rồi đi đứng khó khăn đó, thì bột nghệ đen nó hỗ trợ rất là nhiều. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm là chào ngược dạ dày và đau bao tử nữa quý vị nha. Cho nên là bà hai dùng mà bây giờ bà hai đó là hết á. Đau bao tử đó. Bà hai hết không? Hết. Phải rồi, đúng nói mấy cái đó là có. Dạ. Có mấy cái đó đó. Ừ. Cho nên là bà hai dùng hai hộp đó quý vị nha. Và bây giờ là có sức khỏe là đi đứng là khỏi cần ai dịnh luôn. Cũng mừng lắm quý vị nha. Dạ. Thưa quý vị nha, thì nói chung á quý vị nha có cần dùng một đến một cái đen á thì quý vị nha có thể comment trực tiếp cho Ngôn. Hoặc là để được hỗ trợ thì quý nhân có thể liên hệ số Ngôn cho chạy trên màn hình đó. Liên hệ thì sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho quý nhân nha. Dạ rồi. Còn ngày hôm nay một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt ông hai cùng với bà hai chân thành gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân là anh Tấn cùng với chị Kim ở Canada trong ngày hôm nay đã hỗ trợ cho ông hai với bà hai là 1 triệu để ông hai có thể dùng qua cái để ông hai có thể mua một ít gạo cũng như là mua một ít lương thực dùng tạm nghỉ vài bữa, tạm nghỉ chài vài bữa quý nhân để dưỡng sức khỏe lại, vì hôm nay ông hai nằm viện, mới vừa xuất viện thôi quý nhân. Thì một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn anh Tính cùng với chị Kim ở Canada rất là nhiều ạ. Và đồng thời đó thì Ngôn cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong khoảng thời gian qua đã thương cho hoàn cảnh của ông với bà, đã hỗ trợ giúp đỡ trong khoảng thời gian qua. Thì một lần nữa cũng cho Ngôn thay mặt cảm ơn luôn nha. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.